Cái phần 2 này đó thì tôi đặt một cái đề tựa nó hơi lạ, cái là Hoa Kỳ biết ống dẫn khí Nord Stream 2. Trước khi đề cập đến cái đề tài đó thì tôi cũng xin được phép có vài cái ý kiến như này đó. Từ khi chúng ta có những cái phương tiện truyền thông giao tiếp, những cái mạng xã hội với nhau đó, thì tôi nhận thấy nó có một cái điều nó lạ như thế này đó, đó là hầu hết là ai ai cũng muốn trở thành những nhà bình luận gia hết. Thì tôi cũng có một cái lời khuyên rất là nhẹ nhàng, lịch sự thôi. Tôi nói chúng ta nếu mà muốn bình luận đó thì chúng ta nên chịu khó đầu tiên hết, tất cả đọc lại địa dư, nhìn cái tấm bản đồ và sau đó là tấm lịch. Tại vì cái hôm bữa vừa rồi khi đề cập đến trường hợp Iran đó thì có một người bình luận ra cái vẻ uyên bác mà cho thấy được không có hiểu chuyện gì cả. Tôi nói là thực tế Iran đó là bị khóa ở bên trong. Thì cái người bình luận đó, đó chứng tỏ cái sự dớ dần của mình. Nói rằng đâu có, thì tại vì họ cũng kiểm soát được eo biển Ormuz rồi vân vân phía dưới. Thế thì chúng ta phải nhớ đến là cái vùng đất đó, đó, đó ở phía tây nam của Iran đó, nó tiếp cận với lại Saudi Arabia, cũng là một cường quốc mà Ả Rập Hồi giáo thuộc cái hệ phái Sunni chống lại cái cường quốc Ba Tư Hồi giáo thuộc hệ phái Shia của Iran. Cái thứ hai thì eo biển Ormuz rồi đó, đó là cái vùng vận chuyển dầu khí của các nước, nhưng mà hiện nay đó, đó là thực tế ra đó là vẫn nằm dưới cái sự kiểm soát và bảo vệ của Hoa Kỳ. Thành thử ra đó Iran đó, đó là không có chỗ ra biển bằng cái cửa đó được. Vì vậy đó mới phải đi qua Syria, qua Lebanon, tìm cách để đi ra cái vùng biển Địa Trung Hải. Nếu mà chúng ta đọc cái tấm bản đồ và nhìn hiểu lịch sử đó, thì chúng ta không có hàm hồ tìm cách để bênh vực Iran nó như vậy đó. Và theo cái lý luận mà tôi thấy nó có cái mùi khân khét của Hà Nội. Đây là tôi xin mở đầu đó rồi tôi nhắc cái chuyện đó. Và tôi đề nghị rằng là chúng ta chịu khó đọc kỹ, theo dõi kỹ rồi thì hãng bình. Và nếu mà không có thì chỉ có chứng tỏ ra là cái khả năng nhận định rất là nông cạn của mình, nhất là nhận định mà căn cứ trên cái truyền thông báo chí của cái cánh tả hoặc là của cái thế giới độc tài nó đưa ra. Cái điều đó nó sai và nó gây ra những cái nhiễu âm không cần thiết trong những cái chương trình gọi là tiếp xúc phổ biến thông tin của chúng ta với nhau. Bây giờ đây là tôi mới trở lại cái chuyện Nord Stream. Đó là một cái dự án dẫn khí đốt có thể rằng là đem đến 55 tỷ thước khối khí đốt của Nga đi vòng qua cái vùng biển Bắc, bán trực tiếp cho nước Đức. Thực hiện cái dự án đó, đó, đó là công ty quốc doanh, cái tập đoàn dầu khí của tuần khí đốt của Nga đó là Gazprom, mà đằng sau đó lẽ dĩ nhiên đó là lãnh đạo của Moscow thực hiện cái chuyện đó. Họ muốn đó là thứ nhất là tăng cường quan hệ kinh tế với lại một quốc gia cột trụ của Âu Châu, cái nền kinh tế mạnh nhất Âu Châu đó là nước Đức. Nước Đức đó là cần khí đốt và muốn mua trực tiếp của Nga. Đó là một cái mục tiêu đầu tiên của cái dự án Nord Stream. Cái thứ hai nữa đó là Liên bang Nga và Gazprom là muốn cô lập 6 nước ở trong cái khu vực mà Đông Âu, nếu mà chúng ta nhìn từ Tây qua Đông, hoặc là Trung Âu nếu mà chúng ta nhìn từ Bắc xuống những miền Nam đó, đó vốn là những cái nước mà đã từng bị Liên bang Xô Viết khống chế và cai trị trong vòng mấy chục năm của cái thời chiến tranh lạnh cho đến khi 1989, đến khi Liên Xô tan rã thì các nước đó mới được giải phóng ra, đó là Cộng hòa Tiệp và nước Slovakia. Trước đây đó là Tiệp Khắc, hai nước mà sau đó là từ năm 93 thì có lại đã chia đôi một cái cách rất là ôn hòa và văn minh. Cái nước thứ ba đó là Ba Lan. Cái nước thứ tư đó, đó ba nước thứ tư, thứ năm, thứ sáu đó, đó tức là ba nước ở cái vùng Cộng hòa Baltic, tức là Latvia, Lithuania và Estonia, là ba nước trong suốt cái giai đoạn thống trị của Liên Xô đó, đó là họ vẫn chối bỏ cái sự thống trị đó và họ vẫn tuyên bố rằng là họ độc lập. Ba nước rất nhỏ
nhưng mà có cái tinh thần dân tộc rất cao và có cái trình độ phát triển nó cũng rất cao. Bây giờ đó, Gascon còn có tính thêm rằng là có một cái thế mạnh để có thể ép Âu Châu, đó là quan trọng, đó là uy hiếp Ukraine, là một nước gọi là giáp giới với lại Liên bang Nga và đã bị Liên bang Nga tấn công năm 2014, đã đồng để khống chế cái vùng bán đảo Crimea, cái căn cứ quân sự ở đó, và tấn công vào những cái tỉnh miền đông của xứ Ukraine, tiếp giới với lại Nga, đó là sử dụng cái lực lượng gọi là thân Nga thì tình đó, đó là đặc công của Nga đã đi vào để quấy rối Ukraine đó. Và Ukraine đó, đó là cái quốc gia đó, đó là có một cái mạng lưới dầu khí trong lãnh thổ, trước đây đó, đó là đã từng là cái trạm trung chuyển dầu khí của Nga cho Âu Châu. Và sau đó, đó, đó là đến khi năm 2008 đó, khi mà Vladimir Putin tấn công Georgia thì Ukraine đã có phản ứng, và cuối cùng đó, đó là gặp cái sự trừng phạt của Liên bang Nga năm 2009, tức là không sử dụng cái đó nữa và gọi là gây khó khăn cho cái xứ Ukraine. Và Ukraine đó là từ đó về sau đã phải cố gắng tìm đủ mọi cách đó, đó là mua dầu khí của nước khác, thí dụ như là của Slovakia, của Ba Lan, đặc để cho không còn lệ thuộc vào cái dầu khí của Liên bang Nga nữa. Thì bây giờ là chúng ta mới nói vắn tắt lại, đó, đó là Gazprom có cái dự án đó động để tranh thủ hậu thuẫn của một nước cột trụ của Âu Châu là nước Đức, cung cấp khí đốt cho nước Đức, đồng thời đó là cô lập các cái quốc gia khác, 6 nước ở trong cái vùng Đông Âu cũ, và đồng thời đó là để uy hiếp xứ Ukraine, là cái nước, là quốc gia mà đang vừa mới đã bị từ năm 2014 đó là đã bị tấn công. Và vì vậy đó là Liên bang Nga cũng đã bị những cái biện pháp gọi là trừng phạt kinh tế của Âu Châu và nhất là của Hoa Kỳ. Đó là cái chuyện nó đang xảy ra. Tại sao cái vụ Nord Stream đó nó mới trở thành cái vấn đề này? Tại vì tuần vừa rồi nhân nói chuyện về cái vấn đề Iran thì tôi cũng có nói đến cái rằng là Liên hiệp Âu Châu đó, Liên Âu có thể cứu được Iran hay không khi mà Hoa Kỳ đó là từ bỏ cái kế hoạch gọi là hành động phối hợp và toàn diện về Iran, về vấn đề vũ khí hạt nhân, với về cái việc mà Iran bành trướng ra ngoài. Thì lúc đó đã tôi có đề cập đến trong cái chương trình Kim Jong Show trên đài truyền hình SBTN, tôi cũng có nói đến cái dự án Nord Stream mà tôi nói rất là vắn tắt, tôi qua trong vòng có một phút thôi. Bây giờ ra tôi phải đề cập đến cái chuyện này, tức là họ muốn, Liên bang Nga muốn rằng là khí đốt của mình nó không có đi qua lãnh thổ của các nước Đông Âu nữa và giao thẳng cho nước Đức. Thì ở giữa đó có Ba Lan, đó là một nước đó lại bị chết kẹt giữa hai quốc gia đã từng là kẻ thù và xâm chiếm nước mình. Ở miền Tây đó là nước Đức và miền Đông đó là nước Nga, và Ba Lan bây giờ lại nhìn thấy lại tái diễn, lại bị chết kẹt vào giữa. Đó, cái điều đó nó mới giải thích tại sao vừa rồi tổng trưởng ngoại giao của Ba Lan đã là bắt đầu đổi giọng và nêu rõ những cái sự hoài nghi của mình với lại cái dự án của Liên Âu, qua cái việc gọi là càng ngày đó là càng có vẻ khăng khít hơn với lại nước Nga, đặc biệt đó là Liên Âu là các cái nước mà miền Tây của Liên hiệp Âu Châu, từ các cái nước mà dân chủ đã từng thoát ra khỏi cái sự thống trị của Liên Xô trong cái thời chiến tranh lạnh. Và bây giờ đó là nước Ba Lan, đó là nhìn thấy rằng là các cái nước đó nằm xa tầm đạn của Liên bang Nga đó, thì lại muốn làm ăn với Liên bang Nga. Và bất chấp cái chuyện đó là Liên bang Nga đã khống chế các cái quốc gia khác trong quá khứ, và ngay bây giờ đó là cũng đã từng tấn công cả Georgia, chi phối cái tình hình của Cộng hòa Georgia và tình hình của Ukraine. Và cái nước thứ nhì ngoài Ba Lan đó thì chính là Ukraine, cũng kẹt là tại vì nằm ở giữa và đã cố gắng gọi là thoát ra khỏi cái ảnh hưởng, cái sự khống chế về cái nguồn năng lượng tiêu thụ của mình, đó là mua dầu khí của Ba Lan, của Slovakia. Và trong khi đó thì thấy rằng là các cái nước gọi là Tây Âu đó lúc nào cũng dập dình, sẵn sàng là tìm cách
giải tỏa những cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với lại Iran hoặc là đối với lại nước Nga chẳng hạn, đã có những cái trường hợp nó như vậy. Thế và gần ấy nước Đông Âu hoặc là Trung Âu, tùy theo cái cách nhìn Tây Đông hoặc là Bắc Nam chẳng hạn, họ đều trông cậy vào Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ đó là đã lên tiếng tuần trước rồi, cảnh báo rằng là trong cái ống dẫn khí đó là Liên bang Nga có thể là cài những cái phương tiện về tình báo, về quân sự để dò thám cái tình hình an ninh ở trên vùng biển Baltic, vùng biển Bắc. Và cái đó là nó đe dọa an ninh của ba nước Cộng hòa Baltic, tức là Latvia, Lithuania và Estonia, và đồng thời nó đe dọa luôn các cái quốc gia Bắc Âu nữa, từ Vương quốc Anh thống nhất trở lên cho đến các nước Bắc Âu ở trên. Và cái thứ nhì nữa đó là Hoa Kỳ cho rằng là cái điều đó nó bất lợi cho Liên Âu, là tại vì nó làm cho Liên Âu đó là càng ngày càng lệ thuộc vào cái nguồn năng lượng của nước Nga, cái nguồn khí đốt hay là dầu thô chẳng hạn đó, đó. Và vì vậy đó là mất cái khả năng quyết định độc lập vì cái quyền lợi của mình. Thì điều đó đó là tôi phải lại nhắc trở lại là Hoa Kỳ ngày xưa đã lập ra Minh ước Bắc Đại Tây Dương NATO để bảo vệ các nước Tây Âu, và Hoa Kỳ đó là đã chi trả rất nhiều cho cái nỗ lực bảo vệ Tây Âu đó và giúp cho các nước Tây Âu đó là phát triển, tái thiết và phát triển từ nước Đức đến nước Pháp, các nước nhỏ ở chung quanh như kể cả nước Ý vân vân đó. Và bây giờ đó là các nước Âu Châu đó là thành viên của NATO đó là không có đóng góp nhiều cho cái nhu cầu phòng vệ của mình, ít ra như là cái lời cam kết của họ đã nêu ra từ 2004 rồi, có thể tái diễn vài ba năm lại nhắc đến một lần, tức là ít ra rằng là 2% tổng sản lượng đó là lo cái việc có cái chìa khóa phòng vệ, khóa cửa để bảo vệ mình. Các nước Âu Châu đó là không làm cái thực hiện chuyện đó, và Hoa Kỳ vẫn cứ phải làm, trong khi đó thì các nước Âu Châu đó thì tìm cách bán hàng cho Mỹ rồi đạt được gọi là xuất siêu, xuất cảng với Mỹ nhiều hơn là nhập cảng của Mỹ mà, thì họ thấy rằng là cái điều đó nó bất công, nó không có công bằng, nó không có, nó phi lý. Hoa Kỳ đó là có cái thái độ đó như vậy. Cái chuyện thứ nhì nữa đó là năm 2017 vừa rồi, năm ngoái đó, đó là Hoa Kỳ đã có một cái đạo luật là ngăn cản đối thủ của Mỹ. Đạo luật đó nó quan trọng là tại vì nó liên quan đến cái chuyện của Liên bang Nga là một quốc gia công khai rõ ràng là một cái đối thủ của nước Mỹ, mặc dù là truyền thông báo chí thiên tả và thổ tả của Mỹ đó là thường xuyên, nó từ một năm nay, hơn một năm nay rồi cứ nói rằng là ông Trump đó là bị ảnh hưởng của Vladimir Putin có thái độ thân Nga, và khi đó nước Mỹ thực sự ra là có thái độ gọi là gay gắt rõ rệt với lại Liên bang Nga, và có cái việc mà trừng phạt Liên bang Nga quyết liệt nhất khi mà mật vụ của Nga đã có thể rằng là đã tìm cách là ám sát một cái người gọi là điệp viên cũ của Liên bang Nga và đang sống ở tại nước Anh chẳng hạn, đó là hai cha con đó là bị mưu sát. Việc đó là Hoa Kỳ đó là trục xuất 60 nhà ngoại giao của Liên bang Nga, nhưng nó không phải là có cái chuyện ông Trump đó là nhờ Putin mới đắc cử tổng thống, thành ra có cái thái độ tương nhượng như là truyền thông báo chí vẫn nói bằng cái cách nhảm nhí mà thường xuyên hàng ngày đó như vậy. Cái chuyện thứ hai nữa đó là vì cái đạo luật đó Hoa Kỳ đó là dành cho mình cái quyền can thiệp vào một cái chuyện của nội trình Âu Châu, tức là cái dự án Nord Stream. Chuyện thứ ba nữa đó là Ba Lan đó là cũng đã thấy trước năm 2016 đó là họ cũng đã có một cái đạo luật bảo vệ quyền lợi và cái nền độc lập của họ và không cho nước Nga kiểm soát cái hệ thống khí đốt của mình, đó là trường hợp của Ba Lan. Thành ra ngay trong nội trình của Liên hiệp Âu Châu đó là chúng ta đã thấy rằng là nó có những cái sự dị biệt, và đặc biệt đó là hai nước Đông Âu cũ đó là Ba Lan với lại Hung Gia Lợi đã có cái thái độ rất là ghê gắt với lại cái hệ thống chính trị nằm ở thủ đô của Âu Châu đó là ở Bruxelles là họ đụng hoài, và có rất nhiều những cái trở ngại đó, chưa kể rằng là cái cuộc bầu cử vừa rồi khiến cho nước Ý đó là đã có một cái hệ thống lãnh đạo đó là một
khuynh hướng đầu tiên là khuynh hướng quốc gia cực đoan, và cái thứ hai nữa, khuynh hướng thứ nhì nó đó là kết hợp với nhau đó là hoài nghi cái tinh thần hội nhập và hợp tác của Âu Châu. Anh nghe nội bộ Âu Châu đã đang có nhiều cái sa sút như vậy, và bây giờ đó là nước Đức là vẫn cứ nghiến răng cố gắng thực hiện cái dự án Nord Stream đó, đến khi mà thấy phía Hoa Kỳ rồi đó có cái phản ứng gay gắt như vậy, thì nước Đức bây giờ đang cố gắng thuyết phục Liên bang Nga và Gazprom là đang để đưa ra một số những cái điều kiện gọi là nhằm chấn an các quốc gia khác rằng là không đến nỗi đó đâu, tức là không có thể nào mà mình để cho Liên bang Nga hoặc là cái tập đoàn dầu khí khí đốt Gazprom đó đó là lũng đoạn cái thị trường của Âu Châu. Nhưng mà các cái quốc gia khác đó là sáu nước kia đó, của Đông Âu đó, họ đều nói rằng không, chúng tôi có kinh nghiệm với lại Liên bang Xô Viết mà quý vị không có, chúng tôi đã có mấy chục năm kinh nghiệm rồi, thành ra những cái chuyện cam kết, chuyện chấn an đó đó nó vô giá trị, chúng tôi không tin được họ. Thành ra cái đó đó tôi cho rằng là nó cũng là cái điều mà chúng ta cũng nên theo dõi. Thế thì bây giờ đó đó là mình kết luận nó ra làm sao. Đầu tiên hết tất cả đó, kết luận nó đang nghe nó hơi lạ, nó là nghịch lý. Các thành viên Âu Châu là đồng minh của nước Mỹ, nhưng mà luôn luôn đó là lo cho cái quyền lợi của mình. Và khi mà ông Trump muốn nói đến cái quyền lợi của nước Mỹ đó, đó thì lại chửi chính quyền Hoa Kỳ đó rằng là bây giờ đó là tự cô lập vân vân, ích kỷ đó kia. Cái tính ích kỷ và nhất là hèn nhát của Âu Châu nó thể hiện rõ rệt từ lâu rồi. Và bây giờ nó kết tinh vào cái dự án Nord Stream, khiến cho các nước Đông Âu và Trung Âu kia rồi đó là họ lo sợ. Cái đó tôi nghĩ rằng là nó là một cái kết luận đầu tiên này. Đồng minh kỳ cục. Kết luận thứ hai nữa đó, nhiều năm trước là tôi cũng có trình bày cái đó. Tôi bảo rằng là vì cái hoàn cảnh lịch sử của mình đó, Ba Lan bắt buộc sẽ phải trở thành một cường quốc trụ cột của Âu Châu, không phải là nước Đức nữa. Nước Đức có cái sinh suất, cái tỷ lệ sinh đẻ thấp, mở cửa tiếp nhận di dân là một cái đề tài kỳ khác tôi cũng sẽ nói chuyện đó. Thế nhưng mà di dân mà vào nước Đức đó thì phải đi vào các cái quốc gia ở tại miền Nam của Âu Châu, hoặc là đi từ cái vùng Đông Nam, từ cái vùng Ban Căng, hoặc là cái vùng Nam Á, đi qua Bulgaria, đi vào đến trong đó, hoặc là những cái người dân ở Phi Châu hoặc Bắc Phi đói khát vì chiến tranh vân vân đó là muốn đi tìm cái cuộc sống khá hơn đó, thì họ đi qua nước Ý, một là đi qua cửa Bulgaria hoặc là Hy Lạp rồi mới vào đến nước Đức chẳng hạn, hoặc là đi qua nước Ý. Thì các cái quốc gia mà nằm ở phía dưới đó họ phải gặp rất nhiều bất ổn, gặp nhiều khó khăn đó. Phải nước Đức đó là tại vì cái tỷ lệ sinh đẻ thấp thì cần có thể di dân, rồi nói đến cái chuyện gọi là đa văn hóa vân vân gì đó, mà trong khi đó nó gây ra những cái khủng hoảng cho các cái quốc gia ở cái vùng ngoại biên ở bên ngoài. Và bây giờ đó lại thêm một cái chuyện, cái dự án mà Nord Stream số 2 này chẳng hạn, thì người ta càng thấy chuyện đó. Và lúc đó đó thì tôi cho rằng là Ba Lan đó là sẽ phải là một cái cường quốc và liên kết trên một cái trục Nam Bắc với lại các quốc gia gọi là cái nhóm gọi là Vigrad, họ nói gần như cùng một ngôn ngữ đó là Cộng hòa Tiệp Hung ra lại, tức là Hung, Ba Lan và Slovakia, cộng thêm với ba nước Cộng hòa Baltic, Latvia, Lithuania và Estonia ở phía Bắc. Tôi nghĩ rằng là vì cái nhu cầu phòng vệ của mình và do những cái bài học quá đắt của lịch sử, Ba Lan nó sẽ phải trở thành một cường quốc và đang tìm cách, và điều đó nó lại là một cái đề tài khác chúng ta có thể đề cập, tìm cách là thoát ra khỏi cái tình trạng lệ thuộc vào kinh tế của nước Đức. Tại vì Ba Lan đó là xuất cảng nhiều nhất và nhập cảng nhiều nhất cũng từ Đức. Thành ra cái quyền lợi đó là gắn bó với lại cái kinh tế của Đức. Nhưng mà cái an ninh đó thì lại là gặp khó khăn khi mà nước Đức là sẵn sàng bắt tay qua đầu mình để nói chuyện với Liên bang Nga trên cái đầu của mình. Và tôi cho rằng là cái điều đó nó mới là quan trọng, và nó mới giải thích ra rằng là tại sao đó là Hoa Kỳ nhảy vào trong cuộc. Một cái chuyện nội bộ của Liên Âu đây là cái dự án Nord Stream, tại vì đó là Hoa Kỳ đó là có một số những cái đồng minh chí thiết của mình ở tại đó, quan trọng nhất là chính là Ba Lan. Và Hoa Kỳ cũng đã công khai cho biết rằng là
không những cho biết không mà thực hiện là đã có những cái viện trợ về quân sự cho Ba Lan và cam kết rằng là nếu mà Ba Lan bị Liên bang Nga uy hiếp là Hoa Kỳ sẽ can thiệp và sẽ bảo vệ Ba Lan. Thì đó là một cái bối cảnh chung để chúng ta thấy rằng là từ một cái dự án khí đốt nó có vẻ nhìn theo giác độ của nước Đức đó là một cái dự án hoàn thuần túy về kinh tế, về thương mại đang để đi mua khí đốt. Thì họ giao khí đốt ngay tận cửa cho mình chẳng hạn, nó tiện lợi, nhưng mà cái khía cạnh an ninh của nó và khía cạnh quốc tế của nó, cái cạnh ngoại giao, nó cho thấy cái sự rạn nứt của Liên Âu, và nó lại cho thấy rằng là một lần nữa đó là nước Mỹ lại phải nhảy vào trong nội tình của Âu Châu, mà cái đó không phải là để bảo vệ cái quyền lợi gì của nước Mỹ trong cái chuyện đó cả, nhưng mà là để bảo vệ cái nền an ninh của Âu Châu. Thì nếu mà không đó là nếu mà có cái bất ổn đó là, thì mọi người lại kêu gọi ông Trump đó là đừng có ích kỷ, đừng có tự cô lập, ông phải can thiệp, ông phải cố gắng, ông phải giải quyết cái vấn đề thí dụ như là ở tại cái vùng Âu Châu này. Nó giống y hệt như cái chuyện nó vừa mới xảy ra. Ồ, nước Mỹ không có thể nào mà tự cô lập được, hoặc là nước Mỹ không có thể nào mà hung hăng gọi là gây ra một cái nguy cơ chiến tranh hạch tâm ở cái vùng Đông Bắc Á, đại nước Mỹ cũng lại phải nhảy vào. Và đến khi mà Bắc Hàn sẵn giọng có thể là qua cái lời xúi của Bắc Kinh hoặc là qua cái mưu mô của Kim Trinh Ân đó, thì nước Mỹ đã phải vỗ bàn, mà không thì nếu mà chú không muốn nói chuyện thì thôi, tôi không có dập cửa, nhưng mà bây giờ chú ngồi chú suy nghĩ lại, nếu mà chú muốn thì đến thì mới nói chuyện, còn không có thì thôi không sao hết. Đấy là những cái mà cái bối cảnh chung thì chúng ta theo dõi cái tình hình đó. Nên tại sao mà tự nhiên là tôi lại nói đến cái dự án Nord Stream, và tôi cũng phải nhắc lại là quý vị chịu khó Google gõ ra đó để chữ Nord Stream 2 đó thì sẽ thấy cái bản đồ và cái mạng lưới dầu khí nó đi ra làm sao, vân vân như vậy đó. Thì nếu mà có chịu khó đó là mất nửa tiếng đồng hồ đọc tìm cái đó rồi hãy bàn, còn nếu không có đó nó chỉ chứng tỏ cái gọi là cái phản ứng rất là hời hợt của những cái người Hà Nội hùng hồn nói về những cái điều mà mình không biết. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.